số 23 có hai người thanh niên đi cổ đội quý số 9 có anh Sam số 10 Pedro số 11 Nam Lý Anh số 12 Lê Sơn Phi số 14 Đỗ Văn Lượng đội trưởng các bạn đây là Bảo số 34 Đỗ Văn Lượng đội trưởng đội quán Bảo Hàn số 14 ông Nguyễn Đức Mạnh đội trưởng đấu và đội trưởng ông Cổ Nguyễn Vũ đội trưởng ông Nguyễn Văn Sơn đội trưởng hai ông Trần Thế Vinh. Thank you.
là hiệp 1 đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đây có thể nói là một hiệp đấu của Nguyễn Hữu Tuấn thi đấu quá xuất sắc. Hữu Tuấn liên tục phá giải những tình huống tấn công của